Vâng, chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Noga ra vườn quý con ha. À, ngày hôm nay quý con thấy cái đường đi cũng khá là quen thuộc ha quý con. À, cái đường cái vườn mít cái bên cạnh đó nó có một cái ruộng lúa ha quý con ha. Đó. À, thì kia để kia chia sẻ cho quý con ha. Đó. À, thì cái trên cái cây mít trước ha quý con. Thì sau đó thì kia cũng chia sẻ cho bà con lên một cái video ha, một cái video mà chúng ta quản lý quản lý cái bệnh mà một kia muốn nói là cái vàng lá chín sớm trên cây lúa quý con ha. Thì trước tiên thì kia vào cái chủ đề chính ha, là về bên cây mít trước ha quý con. Đó thì quý con thấy ha, cây mít này mới có 2 năm tuổi thôi. À, nhưng mà ở video trước kia cũng có chia sẻ với quý con rồi á, cái trái nó nhỏ thôi ha, nhưng mà bữa nay 10 ngày trở lại đây thì kia quay trở lại ha. À, thì quý con thấy cái trái bữa nay nó bự rồi ha, bự cho ba lửa luôn rồi, nó tròn rất là đều nè. À, thì ở video này thì kia muốn khẳng định lại cho quý con một lần nữa ha, là cái show mát sa băng đó quý con, và cái humic sa băng cũng như là cái 12-8-20 ha, là quá trình mà chúng ta tưới mà để dưỡng nuôi trái mít đó quý con ha. Thì phải nói thì quá tuyệt vời luôn ha. À, đến thời điểm bây giờ luôn ha quý con ha. À, thì cái cây mà nó trái nó nhiều như thế này nè. À, thì kia cho tưới là từ 10 ngày ha, 7 tới 10 ngày thì kia cho tưới tưới một lần ha quý con. Ừ, tưới một lần. Nhưng mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng nó định kỳ như thế vậy ha, thì cái cây mà chúng ta nó hút dinh dưỡng lúc nào nó cũng sẽ có thôi ha, sẽ có thôi. Thì cái trái mít chúng ta nó không có thiếu hụt cái nguồn dinh dưỡng. À, thì cho nên là cái trái mít nó lớn rất là nhanh luôn ha, rất là tròn đều ha, gai nổi rất là đẹp. À, thì quý con thấy cái lá nè ha, cái lá nó rất là bóng nè. À, và cái lá nó già nữa. À, bên cạnh đó thì cũng có lâm râm ha, lâm râm những cái đọt non. À, nó đi, nhưng mà cái tỷ lệ đọt non như thế này nè quý con ha, nó cũng không ảnh hưởng gì mấy ha, vì cái quá trình mà cạnh tranh cái dinh dưỡng đi về cái hướng ngọt ha. À, đây cây này 2 trái ha quý con ha. Đó, cây bên đây nè, cây này đâu 4-5 trái thì ra thấy bao trắng xóa chưa nè, này coi nhiều trái đây, 2-4-5 trái nè quý con, 6 trái luôn ha quý con ha, 6 trái. Đó, bao hết rồi ha. À, thôi tôi thầy còn thấy ha, cái gai nở rất là đều. À, cái trái nó không bị giật méo luôn ha quý con. Thôi thì về cái liều lượng thì cái show mát da băng với 12-8-20 quý con, thì một show mát da băng 20 kg ha. À, thì kia cho cộng 2 kg humic và 2 kg 12-8-20. À, thì đối với cái cây như này thì 50 cc ha quý con ha. Ừ, 50 cc, 50 cc chúng ta pha 10 lít nước, chúng ta tưới cho gốc. Đó, thì cứ 10 ngày, 10 ngày chúng ta tưới lại cho kia ăn. Là còn cái hữu cơ quả lửa 007 cho cái bu mát da băng. Đó, thì định kỳ là một tháng chúng ta gãi một lần ha quý con ha. Đó, thì mít này thì kia xử lý là bán mùa nghịch theo quý con. Đó, thì có tầm khoảng cỡ tháng rưỡi thôi. À, đây là anh kỹ sư Trần Quang Cường đây quý con ha. Đó, ảnh đi tỉa mít. Đó, anh tỉa trái quý con. Đó, nhìn thấy ông anh lùng lùng chứ cũng còn đẹp trai quý con ha. À, những anh, nhưng mà anh chưa có vợ gì đó, nghe nói anh chưa có vợ gì đó. À, thì quý con muốn cần số điện thoại của anh thì kia sẵn sàng chia sẻ số điện thoại luôn ha. À, rồi của mình hết rồi ha, hết rồi, mình quay trở lại ha quý con ha, qua của người khác rồi đó. Đó thì quý con thấy ha, khi mà chúng ta dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp đầy đủ ha, đầy đủ dinh dưỡng và chúng ta định kỳ đó, thì mình sẽ đem lại một cái kết quả cao nhất thôi, cũng như là cái mong đợi của quý con ha. Đó, trồng cây gì cũng vậy, mà cái dinh dưỡng mà nó không được đồng bộ ha, thì cái sinh trưởng và phát triển của cây cũng như là quá trình lớn của trái quý con nó diễn ra không được như ý muốn của mình ha quý con ha. Thì cho nên quý con cũng lưu ý cái giai đoạn chúng ta nuôi trái thì cái dinh dưỡng lúc nào thì quý con cũng bổ sung kịp thời ha. Cái cây với mấy mé địa kia cũng 3-4 trái quý con. Đó, nó là quá ok luôn ha.
Đây thì kia chú quay lại cho quý con một lần nữa ha. Đó. Quý con thấy cái gai kìa. Ồ, cái gai nó như cái gai sầu riêng luôn ha quý con ha. Mít nhưng mà cái gai như gai sầu riêng luôn. Gai bự bự con ha. À, rất là điều luôn. Đó. À, cái lá nè. Đó, quý con thấy cái lá nó bóng 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 mà nó bóng bóng dày, bóng xanh dày luôn quý con. Đó. Đây. Đó. Quá tuyệt vời ha. Đây. Đó. Đó, quý con thấy cái gai mít ha. Đó, cái gai mít nó rất là điều luôn. Đó. Đó thì một lần nữa thì cái show mát cha băng à, cũng như là một cái dinh dưỡng mà kia muốn gọi là quyền thổi quý con à, quyền thổi ha à, tứ vô à, thì quý con à, tới bữa nay ha khoảng 3 ngày sau quý con đi ra quý con à, đi thăm vườn á à, thì quý con thấy cái tỷ lệ mà lớn của trái á à, thì quý con giật mình luôn ha à, nhưng mà hơn nữa quý con để đem lại một cái tác dụng thêm nữa cho nhà vườn mình á là sau khi thu hoạch á là cái cơm cái muối quý con ha nó rất là vàng à, và nó rất là bự luôn ha đó, nó lớn trái nhưng mà à, nó đạt về cái chất lượng của màu vàng á và cái tỷ lệ lớn của muối luôn ha đó, rất là đạt luôn thì rất là nhiều ha, rất là nhiều. Nếu mà bà con nào có trồng mít á, à, quý con đã từng sử dụng qua một cái xô mát cha băng và humic cha băng và 12-8-20 thì quý con cũng thấy cái sự hiệu quả ha. À, thì ngày hôm nay thì Kia cũng muốn nhắc lại cho quý con vậy thôi ha. À, để xem kiểm chứng lại. À, quá tuyệt vời luôn. Có nhiều anh á, nhiều nhà vườn á nói là quá trình mà nuôi trái á, á là cái xô mát cha băng không bao giờ thiếu được ha, à, không bao giờ thiếu được. Đôi khi á, là anh mua trước luôn á quý con, ra đại lý mua trước luôn á, ha, à, anh giữ chữ lại, à, anh giữ chữ lại. Đôi khi mà thời điểm mà anh cần á thì có liền. À, đôi khi mà anh không mua dự trữ trước á, à, thì đôi khi tới thời điểm cần á, ra đại lý thì đại lý hết hàng ha, à, anh mắc đợi vài ngày, à, vài ngày mới có. À, thì cho nên thì cái sự đánh giá của bà con về cái chất lượng ha, à, thì bà con cũng từng trải qua rồi, à, thì bà con cũng biết cái chất lượng như thế nào ha quý con ha. À, đây nè, à, nè quý con thấy ha, à, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn ha. À, đó thì ở video này thì Kia chia sẻ cho quý con cái nội dung cơ bản như thế nha. Đó. Thì ở trên màn hình thì Kia cũng có để lại những cái số điện thoại á, thì quý con cần thiết những cái kỹ thuật về tất cả loại cây trồng hoặc là những cây trồng nào thì quý con có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Thì Kia cũng chia sẻ hoàn toàn miễn phí với tất cả quý con nha. Cũng như là cái kỹ thuật chăm sóc sinh trưởng của cây để cho nó đạt hiệu quả ha quý con. Thì Kia tạm một thuốc video đây, thì hẹn quý con lại một cái video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày ha quý con ha.